Máy giặt sinh vô. Lồng nghiêng. Mã nè. Ok. Mã công tắc. Nhấn chế độ sấy. Chưa đóng cửa. Đóng cửa. Ý, chết. Quên. Ở đây không test được. Nhưng mà cái này nó rớt lòng rồi nha. Đẩy kêu. Rớt lòng rồi. Vô nhìn thấy là biết liền. Lấy tay nhắn gì rồi mình có thể kiểm tra được rồi nha. Rồi bây giờ mình tháo ra. Máy này mình cũng hồi đó giờ cũng đâu có vệ sinh. Hồi đó nói có vệ sinh mà mình có vệ sinh. Hồi đợt đó con có vệ sinh không ta? Con không nhớ nổi. Rồi giờ anh tháo ra. Đây có một con ốc. Ở sau hai con. Rồi gỡ cái bo này ra, chỗ này có một con ốc nữa. Là đủ 4 con. Gỡ 4 con ốc ra thì dỡ được cái phần trên này ra. Dỡ phần trên này ra thì nó phơi bài được 4 cái lò xo. Phơi bài 4 lò xo thì mình coi 4 lò xo nó như thế nào mình chỉnh lại. Vậy thôi, cái này nó đơn giản chứ không có gì khó. Rồi nếu mà lâu ngày mà 4 lò xo nó không rụng á, mà nó kêu cành á, là 4 lò xo nó nhúng không còn được tốt nữa, hoặc là cái phần giảm sốc của nó có vấn đề nha. Đó, nó nói chung là mình phải, nó rất là dễ xử lý. Thì mọi người cần xử lý cái đó thì liên hệ mình đi, mình chỉ cái mẹo cho xử lý cái một là nó im đụm mà im như mới được. Nhưng mà cái mẹo thì mẹo, nhưng mà thật ra là nó cũng tốn tiền đó. Tốn tiền mua linh kiện. Về cha nó vô cái bộ giảm sốc nó một cái là nó im đụm liền. Máy này được một cái nó còn nguyên riêng. Nó không có chế cháo gì hết. Công tắc cửa hay là này kia còn nguyên hết. Mà máy khách sử dụng cũng rất là kỹ luôn, nhiều năm rồi nhưng mà nó không có xét gì hết, tại mình để chỗ khô ráo, để chỗ thoáng nè, khô ráo. Mọi người ở nhà mà thiết kế như kiểu này là xài rất là bền nha, tại vì máy giặt mà bị rụng lòng rồi á, như nó bị xét nguyên phần chân mà nó rụng lòng rồi á, là cũng bó tay, thì cũng không phải là bó tay mà mất làm lại lòng. Tốn tiền chứ không gì. Cái gì tốn tiền cũng xong chứ. Cái gì tốn tiền cũng xong chứ. Cỡ nào làm cũng được chứ. Chứ không phải. Rút này ra đi. Dạ dạ. Trên kênh TikTok thì nó mở cho mình kiếm tiền rồi, mà kênh YouTuber thì nó chưa có mở, chưa mở kiếm tiền. Rồi thường thường hay kiếm tiền trên YouTuber nó dễ hơn, tại vì chứ kiếm tiền bằng lượt xem, còn TikTok là kiếm tiền bán hàng, là mình đăng ký cái bán hàng.
con quay mấy cái hữu ích nào, mấy cái nghề như mình là mình chuyên về cái lĩnh vực nào mình chia sẻ cái lĩnh vực đó, còn chia sẻ cái mình không chuyên thì nó cũng không được hay, mình không được nó đúng. Có nhiều người ta cũng chia sẻ nấu ăn này kia đó cũng ngon lành chứ có gì đâu, tại người ta chiên về món đó. Đó để vô trong cho nó nó gọn ở trong. Đè cho nó vô mấy móc rồi mới đẩy xuống. Ở đó đè xuống đi, đè xuống vô móc rồi. Ủa có lấy cái giấy kia chưa? Không, giấy chim trong đó luôn. Chim luôn hả? Ừ. Chim để cho nó mấy cái keo á, nó nhiễu trên giấy nó không chảy xuống dưới nữa. Tại bây giờ cái bo mình nó bị chảy keo rồi. Con cũng bán mấy cái máy mà mấy máy thứ đời cũ này nè, mà mình làm lại tổng quát rồi á, mình bán. Tại vì mấy cái máy thứ này nó thẳng ra là nó bền hơn mấy cái máy mới nhiều luôn. Nếu mà làm lại tổng quát hết là cũng 1 triệu mấy, gần 2 triệu. Mình bán ra thì cũng tầm đó à. Thường thường như cái máy này thì bán, như cái loại này thì bán có 2 triệu 2 à. Là làm mới sơn lại hết trơn luôn á, làm đẹp luôn á. Rồi làm cái gì hư là mình làm lại hết á, nói chung là vậy. Dây điện từng chút hết trơn làm hết lại. Dưới mấy người ta đổi máy á, văng ta xài gì nè, ta sửa nội tiền sửa không 1 triệu mấy này kia, cái ta đổi, ta không sửa ta đổi. Ta đổi thì con thu lại rồi con kêu ta bù vô cũng 1 triệu mấy à. Tại vì cái máy người ta hết 400-500 rồi. Rồi cái máy mình có nhiêu đâu, có 2 triệu, 2 triệu 2 thì còn có 1 triệu mấy thì nhiêu cũng y gan như sửa. Mà ta có ta xài liền. Nó được cái đó đó. Bởi vì bây giờ con làm máy để sẵn vậy đó. Rồi cái máy nào mà hư nặng là cái như cứ đổi cái rồi về con tự bung ra làm từ từ. Chứ bây giờ kêu sửa mà trời ơi mày sửa cho tao 1 ngày 2 ngày thôi nghe. Trời ơi gặp cái máy nó hư nặng rồi sửa 1 ngày 2 ngày. Có khi cả tuần chứ 1 ngày 2 ngày. Thì cái mình làm cho thấy mà khách người ta xài tốt mà ta tiện dụng là ta thích à. Ta tiện là ta thích à. Dạ. Thì đó là hoài luôn là vậy đó. Nồi. Cái này hàng Nhật. Cái này hàng Nhật. Thương hiệu Sanyo là hàng Nhật. Nhật Bản. Bởi vậy mấy cái ở cái chỗ con là con bán Sanyo nhiều lắm. Sanyo hay là mấy cái Toshiba, mà Toshiba lúc trước á. Chứ Toshiba bây giờ thì cũng toàn là hàng Trung Quốc không à. Nó sản xuất Trung Quốc với mấy nước khác hết rồi. Cô thấy mấy cái đồ của nó xài tới giờ im đụm không? Còn mấy cái máy bây giờ nó bán giờ hiện tại giờ năm mấy là có rồi đó. Bữa rồi cũng mới sửa cái Toshiba có 1.5 năm. Chém bảo hành đó, mới vừa hết bảo hành cái chết bò. Chết cái bò, không mở lên được gì luôn, chết bò. Làm hại sửa hết cây cũng hết 700 ngàn. Cái sửa bò. Tại con sửa nhà nên giá nó rẻ. Không, ví dụ như mình sửa tương đối thì chứ mình làm hoài. Thì mình làm cứ giá bình dân, nhờ nhiều người. Chứ mình còn buôn bán thêm kia đó, nói chung là làm đủ thứ cho coi. Con đăng TikTok kia con bán hàng, rồi bình thường ở nhà con cũng làm mới máy giặt này kia, nói chung không ở không đó. Mình cứ làm mấy ấy mỗi thứ một chút. Chứ đâu có dựa vào công việc sửa này mà duy trì cái tiệm bành kia ở trên thành phố đâu được đâu.
Dạ con vô thành phố rồi. Thành phố rồi nghe. Dạ. Thành phố ai vậy? Ở đây nha. Không, thành phố nè, thành phố Cao Lãnh mình nè. Ở trên đường Điện Biên Phủ á. Vợ, vợ vô đó rồi. Dạ, nó đâu còn ở ngoài kia đây đâu. Vô thành phố luôn rồi. Rồi, bây giờ gắp xong rồi, bây giờ mình test lại nha. Gắn cái ống nước vô chưa? Rồi phải không? Mở nguồn lên. Rồi bây giờ mình test chế độ sấy là biết liền. Thôi test chế độ giặt trước đi. Đó. Máy giặt nè, Sanjo nè, thương hiệu Nhật. Giặt mười mấy năm rồi, mỗi còn im rung nè. Rồi, chế độ giặt là ok. Bây giờ tiếp tục tới chế độ sấy. Mình tắt nguồn, mình mở lại, chọn chương trình. Đó, chương trình dắt nó bị hư cái đèn rồi nên nó không còn sáng nữa. Rồi dắt, nhấn chương trình dắt. Rồi nó đang kéo dắt. Đó. Mọi người nghe nó cái tốc độ nó quay dữ không? Cái này là chưa đủ dòng tua đó, chứ dòng tua nó cao lắm. 8-1000 dòng trên phút. 600-1000. Nhưng mà chạy rất là im luôn nè. Đó. Bởi vì là mình nói thiệt là mấy cái dòng xanh vô thấy nó ghi là 6-8 gì đó. Nhưng mà nếu mà anh em mà cứ thử mà lấy cái cây thước kéo đo cái lồng này thử, bảo đảm với anh em là khoảng gần 8 kg. Cái lồng nó bự á. Còn máy bây giờ ghi 8 kg chứ bây giờ mình kéo đo cái lồng ha. Mình kéo đo thử mấy cái rồi. Cái lồng nó nhỏ xíu à. Mình không biết nhà sản xuất sao, An Giang như thế nào không biết. Nhưng mà hay là hồi đó nó sản xuất cho rộng như sao đó mình không biết. Nhưng mà thực tế thì mình coi thực tế thôi, chứ mình không có coi cái số ký mà nó ghi trên đây mất công. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha. Máy này là ok rồi ha.